Alo ạ. Ở giao hàng đây, em đang ở nhà ấy. Anh mang đến đi. Đang ở nhà ấy. Không cần, nhà ngay mặt đường luôn. Cái nhà 4 tầng ấy. Rồi, ok ok. Đây thôi. Làm gì đây anh? Làm quần áo này của Mon này. Đúng rồi anh, bao tiền đây? Ừ, để em kiểm tra nhé. Cái này đơn không đồng anh ạ. Em toán. Em được kiểm tra hàng không anh? Được chứ. Kiểm tra không lấy không em mở chìa khóa thôi. Chị này đáng yêu ấy. Thôi chú đi. Đi cái. Ui đáng yêu quá. Sợ đấy. Chú bé cái. Đáng yêu quá. Rồi. Không theo à? Đúng chưa anh? Rồi, 4 bộ đủ rồi anh. Cảm ơn nha. Bye bye. Chào các bạn nha anh. Quần áo của bác đặt cho Mon về rồi này. Đẹp không? Mày nhà thử nhá. Ở đây quay hàng đúng không? Xuống đây, hàng mới đấy. Quần áo mới về nè. Đẹp không? Mặc thử luôn nhá. Nào, cho bác thử quần áo nào. Cái ra quần nhá. Rồi. Cô nào? Cô này hả? Rồi, bác xem nhá. Em mặc vào. Từ trong tay vào đó. Tay nào, tay phải nào, tay trái nào. Còn một tay nữa. Chưa. Thấy rồi, thôi. Sao? Mát nha. Đẹp luôn. Wow. Đẹp quá. Wow. Nào đứng ra ba xem quần áo đẹp không nào. Đẹp quá. Trai ghê. Nào. Đã nào. Không được cắn. Đấy. Xem nào. Không được cắn. Cắn hơi nơ đấy. À, ngồi đây. Wow. Quá. Nào. Đây, không được bóp tay. Nào.